Cha, thưa dì, con mới về. À, con về đúng lúc lắm. Ở nhà đang chờ con về để bàn về việc hôn sự của con à. Dạ, dạ thưa cha, con biết. Nên con cũng có một chuyện muốn cầu xin cha. Có gì thì con cứ nói. Từ xưa tới giờ cha rất thương con mà. Dạ con biết. Nên con... Thu Oanh, hình như con về với ai nữa phải không? Ai vậy con? Ờ, dạ, ảnh là anh Sơn đó cha. Sơn nào? Đâu kêu nó vô đây coi. Anh Sơn, vô đây anh. Con xin chào ông bà hội. Cậu là ai? Tới đây có chuyện gì? Nói mau đi. Tôi còn phải bàn chuyện ở nhà đó. Không có rảnh đâu mà tiếp cậu lâu à. Dạ thưa ông, con đánh liều đến đây, xin ông thương tình cho con được hỏi cưới Thu Oanh làm vợ. Cậu nói cái gì? Cưới con Oanh làm vợ? Cậu là ai? Con cái nhà nào mà dám vô đây ăn nói hồ đồ như vậy chứ? Dạ, dạ thưa cha, ảnh, ảnh là con của, con của thầy Nam Thúc Nam đó cha. Con nói cái gì? Nói là con của cái thằng Thúc Nam. Dạ phải. Trời ơi, Thu Oanh, lẽ nào cũng không biết cha nó đã hại chết nội con. Trời ơi, sao con dại quá vậy con? Xin cô dượng hãy bình tĩnh. Nghe hai người thưa rõ đầu đuôi mọi việc. Không có thưa rõ gì hết. Thu Oanh, tao không ngờ mày dám đưa nó về đây ra mắt. Thằng thù kia mày nỡ quên rồi. Cái thứ đồ mất nết hư thân, dám vỡ thôi mèo mã gà đồng. Ông ơi, tôi xin ông hãy bình tâm lại. Chuyện đâu còn có đó rành rành. Con mình ngây thơ bị thằng nó gạt lừa, chắc nó rù quên để dở trò xấu xa. Xin dì đừng đổ lỗi cho người thật dạ. Chúng con thương nhau chân thật một lòng, anh Sơn thẳng ngay không ý gian tà, chỉ mong cha hãy thương tình cho hai con. Em nghe thứ đồ bất hiếu mày nói ra, tao giết mày liền. Hôn sự của mày tao đã định xong. Mày với Giáo Thịnh nên vợ nên chồng. Dượng hai ơi, đây là điều thể trọng. Xin dượng nghĩ suy đừng ép uổng duyên tình. Thu Oanh khổ đau con có vui sướng gì, hôn nhân gượng ép chắc gì bền lâu. Mọi việc xảy ra đều do thằng này sắp đặt. Nó làm cho rối tung chuyện nhà mới hả dạ. Mang thù cha nó vào đây toan tính lừa gạt con mình cãi mẹ cãi cha. Từ hôm nay con Oanh không được ra khỏi nhà, còn thằng này nhốt lại cho tao. Dạ. Nội tháng này đám cưới sẽ cử hành, ai còn cãi lời tao giết không tha. Ông Hội, ông Hội ơi, con xin ông đừng chia cắt quyên ương cho én nhãn lìa đôi sâm thương sầu lẻ ban. Hai mái đầu xanh có làm chi nên tội mà đành đoạn chia ly cho sầu nặng thương sâu. Vì nghịch cảnh la lai trời khéo tạo cơ cầu, chuyện quán thù gì đâu có người đi trước, lại là nắm mồ chôn liệm mối tình son. Ông Hội ơi, sống mà chịu chia lìa khác nào ông giết chúng con. Khi mong ước đơn sơ đời chung lối mòng, lòng bác ái từ bi xin ông mở rộng mà bỏ qua thù hận năm nào. Xin cha hãy thương tình con trẻ, lời hẹn hò son sắt đã trao. Thu Oanh, nuôi con bấy lâu cha đặt nhiều kỳ vọng. Vì trên đời này cha chỉ có mình con.
Nhưng cha quá đau lòng vì sự việc hôm nay. Con nhìn kìa, bàn thờ nội con còn nghi ngút khói, mà thằng này nó hận cha, đã bắt cha nó đài đi biệt xứ về cái tội làm thầy lang bất cẩn, hốt thuốc hại người, giết chết nội của con. Không, cha tôi không bao giờ bất cẩn, đây chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Vậy thì cậu nói coi, không bất cẩn thì tại sao chết người? Cô à, chuyện này con thấy nên... Con biết cái gì mà chen vô? Ý đồ của nó quá rõ ràng, tại con Thu Oanh khờ dại nên mới bị nó gạt mà thôi. Không, anh Sơn không lừa gạt con đâu dì ơi. Bậy đâu, đem này nhốt lại trong nhà kho cho tao. Để rồi tao sẽ cho nó đi theo cha nó đi đài biệt xứ. Cha, cha ơi, xin cha đừng làm như vậy. Anh Sơn có tội gì đâu cha, xin đừng làm hại người vô tội mà cha ơi. Con im đi, kéo cái vào trong cho tôi. Đem thằng này đi. Ông hồn, tôi có tội gì? Thu Oanh à, Thu Oanh. Anh Sơn, anh Sơn, cha ơi cha, cha đừng hại anh Sơn, cha. Oanh à, cô ăn một chút gì đi. Hai ngày nay rồi, cô không ăn thì làm sao mà chịu nổi. Mặc kệ tôi, đừng ai lo cho tôi hết. Anh cứ để cho tôi chết đi. Kìa Oanh, tại sao Oanh... Tôi không bằng lòng làm vợ anh đâu. Anh đi đi, anh đi xa đi. Cô đừng như vậy mà, tôi đâu muốn làm gian dở tình cô. Hai ngày rồi cô không chịu gặp ai, cũng không ăn không uống, như vậy đâu phải cách. Để tôi kêu chị Sáu đem cơm lên cho cô. Tôi không cần đâu, anh đi đi, tôi không muốn sống nữa đâu. Thu Oanh ơi, dù tôi không hề biết đâu là thù hận thâm sâu, đâu là hổ đối môn đăng, là bức tường ngăn cách, nhưng nhìn thấy cô quằn quại trong tuyệt vọng khổ đau, tôi cũng nghe như ai sẽ tim mình. Lòng cô đang tan nát vì tình, tôi cũng muốn xót chia nỗi đau cùng cực, nhưng hoàn cảnh này đành lặng tiếng im hơi. Sắc diễn tả thời, đang bị cầm giam
Hai giam anh Sơn trong kho thóc hai ngày nay, đánh đập tàn nhẫn, không cho anh ăn uống gì hết. Trời ơi, anh bây giờ ra sao rồi anh Thịnh? Tàn tạ lắm, sợ không cầm cự được bao lâu. Tối hôm qua tôi có lén vào thăm ảnh, ảnh có hỏi thăm cô. Tôi có nói cho ảnh biết tình trạng của cô bây giờ. Ảnh nghe xong rồi ảnh... Anh sao hả anh Thịnh? Ảnh khóc. Anh Sơn, ảnh nói nếu không gặp được cô lần chót, ảnh chết khó an lòng. Trời ơi, em đã làm liên lụy đến anh rồi anh Sơn ơi. Ngày mai Dượng Hai sẽ đưa anh Sơn xuống tỉnh, rồi đài đi biệt xứ. Đài đi biệt xứ? Tôi biết làm sao đi. Anh Thịnh ơi, anh làm ơn giúp tôi gặp anh Sơn một lần sau cuối đi anh Thịnh. Được rồi, cô đừng khóc nữa. Tôi sẽ dẫn cô đi liền, cho cô gặp mặt anh Sơn. Anh Thịnh, tôi cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Đêm nay Dượng Hai đi đám tiệc ở bên sông, cô thì đi qua nhà bà cả đánh bài. Tôi sẽ đưa cô đi gặp anh Sơn liền, để hỏi về là chết cả đám. Mình đi cô. Cậu Sơn, nè, cậu uống miếng nước đi cậu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Thiệt, tôi đâu có về mà cô cậu gan dữ vậy. Dám dắt nhau về nhà nói chuyện hôn nhân, tự nhiên lại nhảy vô cửa tử, thiệt gan cùng mình mà. Chúng tôi đâu còn cách nào khác hơn. Nói thì nói vậy chứ tôi cũng cảm thông cho hoàn cảnh của cô cậu. Anh Sơn, Thu Oanh. Cô Hai, sao cô xuống đây được vậy? Tôi đưa cậu xuống đó. Thôi, tôi và anh ra ngoài canh chừng. Đi. Thu Oanh, anh tưởng chúng mình không còn gặp nhau được nữa. Anh Sơn ơi, em cũng đau đớn tâm kết, nhìn anh nát thịt rách da bởi những trận đòn roi quá nghiệt. Phải chi mà em được nhận lãnh cho anh. Sẽ cùng nhau làm bạc chúng quan nghe tiếng em than nát lòng anh quốc hận. Anh đã gây ra thảm trạng lụy cho em chịu cảnh thương sầu. Gặp nhau lần sau cuối em cứ yên lòng du quy. Nếu xe mờ độc bước anh đi, nhìn em yên vui là anh mãn nguyện rồi. Đâu xa chi chúc thân giàu dài.
chỉ mong ngày mai tương lai em hạnh phúc bên chồng. Làm sao em vui khi đã mất nhau rồi? Đường trần ta không chung không được làm như vậy. Em không được chết. Kẻ đáng chết là anh nè. Cả hai đều không đáng chết. Mà kẻ đáng chết là tôi đây nè. Anh nói vậy là sao? Anh Sơn và cô cùng trốn đi. Hả? Trốn đi? Phải. Chúng tôi đã thu xếp tất cả rồi. Cả hai chạy ra bờ sông. Có chị Sáu đứng chờ ở đó. Cô Hai, cô Sáu mang hành lý của cô đợi cô ở ngoài á. Anh Tửng, tôi đi rồi cha tôi ở lại. Tôi không đặng. Cô yên tâm đi. Ông ở nhà có tôi chăm sóc mà. Cứ đi đi. Tôi đi thì hai anh làm sao đây? Như vậy là tôi hại hai anh sao? Không được đâu. Anh đừng lo. Chúng tôi sẽ có cách thoát nạn. Hai người đi liền đi. Mà nè, anh và Thu Quanh đi đâu? Về hướng nào? Chúng tôi sẽ về quê ngoại tôi ở miệt trong núi á. Chắc sẽ tránh được sự truy lùng của ông Hội. Thôi thôi thôi, đi liền đi. Lỡ thằng Tò nó về nó lấy đồ cho bà là hư chuyện đó. Cậu Sơn, săn sóc cô Hai tôi nghe. Hai anh cũng phải cẩn thận nghe. Mình đi anh. Cảm ơn hai anh. Còn mình sao đây? Cậu Thịnh hả? Xin lỗi anh nghe anh Tửng. Ê trời trời ơi, trời ơi cái gì vậy? Làm gì đánh tôi dữ vậy? Chịu khó một chút đi. Trời ơi tôi làm cái gì? Trời ơi sao tối tôi. Trời ơi. Ê anh Tửng, sao bị đánh đập chói ở đây đây nè anh Tửng? Trời ơi người ngay mắc nạn. Nói thiệt đó, ông nhớ Thu Quanh lắm. Từ ngày nó bỏ nhà đi, trong nhà này lạnh vắng, cõi lòng ông thì như bãi tha ma. Chàng vẫn con thì ông lại thương nhiều. Nhờ những buổi hè nghe gió đưa kéo kẹt cũng che dần, ngồi trước thềm nghe con té đọc truyện thơ, kể lại cuộc đời của Mẫn Tử Khiêm, mong con hiểu chuyện hiện hình. Nào ngờ chữ tình ràng của con, ông ơi duyên nợ do trời. Cái câu phụ tử đoạn liền, trong lòng cô cũng đớn đau. Mười năm nay nó đi biệt vàng, ấm lạnh ra sao đói khổ nào thương. Nghĩ đến con ông dù thắt gian bào, đau ông ơi từ ngàn xưa mạch nước ở trên cao bao giờ cũng chảy xuống, thì kẻ làm mẹ làm cha ai lại chẳng xót đau khi cách biệt con mình. Chỉ con mình nó vậy, nếu có giận thì chặt bề sống, chứ đành lòng nào mà chặt bề lưỡi đâu con.
nên hôm nay ông muốn nhờ con đi tìm cho được cô hai. Đem về đây ông mới yên dạ. Con nói với nó rằng ông đã thương tha, nó hãy quay về mà giữ phận gia sản. Quỷ thần ơi, ông định kiếm nó về thiệt hả? Nếu vậy thì uổng công mình quá. Gốc kia mình bứng lâu rồi thì đâu có thể để chồi lên sắt. Con phải cố gắng đi tìm nó về cho ông nghe tận. Dạ thưa ông, nếu như biết được ông còn thương mà tìm kiếm thì con chắc cô hai sẽ cảm động quay về. Cô cậu được ở bên ông sớm tối, hầu hạ ông xóa bỏ chuyện ngày xưa. Không, chỉ một mình Thu Huynh trở lại, chứ ông không chấp nhận cho con kẻ thù đặt chân đến cửa nhà này. Ông ơi, nếu như có thương thì xin thương cho rót, còn có gọt thì ông hãy gọt cho trơn. Ông quyết không nhìn nhận chuyện tình của chúng nó. Con nói rằng nếu nặng chữ tình thì đừng trở về đây, cứ để cho ông mòn mỏi heo hon. Còn nó thì cứ an hưởng duyên tình với con của kẻ thù trong dòng tộc nó. Ông à, lỡ như họ có con rồi sao? Ông làm vậy cô hai sẽ khó xử lắm. Ông ơi, con xin ông quán thù nên cởi đừng nên buộc. Con đừng nói nhiều nữa. Ngày mai con đi tìm nó, nhớ nói mấy lời ông dặn đó nghe. Người ta lỡ bốc lộn thuốc thôi mà, chứ đâu cố ý. Vả lại ông đã cho người ta ngồi tù và chết thảm ở trong tù rồi, ông coi như mạng đã đền mạng đi. Cô hai và cậu Sơn có tội tình chi mà ông nuôi mãi cái mối thù hai thế hệ với ông. Trời ơi là trời. Trời ơi, cá mà biết đi chơi. Đúng là con nít nè, nó muốn nói gì nó nói. Chị ơi, chắc nó thấy chú kia lạ quá nên nó sợ không ăn câu chứ gì. Đừng có nói bậy. Đúng rồi, có người lạ cho nên bầy cá nó mắc cỡ đó. Thôi, để chú đi nơi khác cho hai cháu câu cá nha. Chị ơi, cá cắn câu nè. Đừng, hai con đừng sợ, để chú giúp cho. Rồi, không sao đâu, rồi đó. Cảm ơn chú đã giúp cháu. Cháu có sợ rắn không? Chú đập chết rồi, cháu không sợ đâu. Nhưng cháu sợ lắm. Chị đừng sợ, nó chết rồi. Chị nhát quá. Ủa, hai cháu ở đâu mà dắt nhau đến đây câu vậy? Dạ nhà cháu dưới chân núi á. Đó, đó, đó. Ngày nào chị em cháu cũng đến đây câu cá hết á. Ở đây vắng vẻ quá. Từ ngoài kia vô đây chú không thấy nhà nào cả. Dạ đúng rồi. Trong khu này chỉ có nhà của cháu thôi hà. Tụi cháu sống ở đây quen rồi nên không thấy sợ. Còn chú đi đâu vô đây?
Chú đi tìm người quen. Vậy chú gặp người quen chưa? Chưa. Ủa, mà nè, gia đình hai cháu ở đây thì sống bằng nghề gì? Dạ, cha mẹ cháu làm rẫy, trồng đủ các thứ trái cây và rau quả. Đến mùa, chỉ hái đem ra ngoài chợ để bán, hoặc đổi đồ đem về mà sống. Vậy hả? Còn nữa, cha cháu còn lên núi hái thuốc nữa. À, cha cháu có nghề thầy thuốc nữa sao? Dạ, cha cháu là thầy thuốc nam, hút thuốc cứu người. Người ngoài chợ thường vô đây nhờ cha cháu trị bệnh đó. Sáng cha lên núi hái thuốc, mẹ ở nhà với em nhỏ, còn hai cháu đi câu cá về ăn. Nè nè nè, hai cháu nghe chú hỏi nè. Cha cháu có phải tên Sơn, còn mẹ có phải là tên Thu Quanh không? Đúng rồi. Sao chú biết hay quá vậy? Vì chú đi tìm cha mẹ cháu nè. Chú đi tìm cha mẹ cháu thiệt hả? Vậy là gặp may, chứ đâu phải là gặp xui hết. Cháu nói vậy là sao? Hồi nãy gặp rắn, cháu lo sợ sẽ gặp chuyện chẳng lành. Ai mà dè, gặp hung quá kiết. Chú phải đi gặp mẹ hai cháu liền bây giờ. Dạ, chú cứ đi thẳng một đường là đến chân núi. Nhà cháu ở đó đó chú. À, vậy hai cháu không về sao? Chưa câu được con nào mà về làm chi? Để tụi cháu ở câu, cho có cá về làm cơm đãi chú. Thôi, hai cháu ngoan lắm. Chú cầm con rắn này nè, về giùm cháu đi. Ồ, rắn xào xả ớt thì xuống dách đó nha. Thôi, hai cháu ở câu đi, nhớ cẩn thận nha. Chú đi à. Chú cũng cẩn thận nha. Giỏi nghe con, mẹ cho củ khoai, con ngồi đây chơi, để mẹ tưới vườn rau nghe con. Giỏi nghe. Thầy thuốc ơi, thầy thuốc. Thầy thuốc nam có nhà không? À, dạ, chồng tôi lên núi hái thuốc rồi. Vậy hả? Vậy chắc chiều thầy thuốc mới về hả không? À, ông tìm chồng tôi có chuyện gì không? Đến nhà thầy thuốc để trị bệnh. Nếu không thì cất công tìm đến đây làm chi? Nhìn sắc mặt tươi tỉnh hồng hào của ông thì đâu có vẻ gì là giống người bệnh đâu chứ. Cái bệnh của tôi nó ẩn ở bên trong, nên người ngoài khó mà thấy được. Cô hai à, cô là vợ của thầy thuốc, thì chắc cô cũng không ngại ngùng khi nghe tôi phân bài ngọn ngành căn bệnh của tôi. Số là mây lúc gần đây, tôi ăn không ngon, ngủ cứ mơ màng. Tôi biết là mình đã mang cái bệnh, bệnh tương tư cùng người trong mộng. Nếu thật tình ông mắc thư bệnh kia thì chồng của tôi phải chịu bó tay rồi. Chồng cô không trị được bệnh thất tình, nhưng mà cô thì có thể. Tôi không sợ hao tốn bạc tiền, miễn cô giúp tôi trị lành bệnh ấy. Nè, tôi không phải kẻ lẳng ngơ, ông đừng có đến đây mà bài trò ông bướng. Mời ông nên rời khỏi đây ngay, kẻo chồng tôi về có chuyện không hay. Vậy đem chồng ra hù tôi hả? Trời ơi, không dám đâu. Nè, nói nghe, thấy cô xinh đẹp như vậy mà phải sống nơi cái chốn khỉ ho cò gái thì uổng phí của trời quá. Bởi vậy tôi mới động lòng trắc ẩn, muốn đem cuộc đời cô mà đặt lên thảm lụa ở nhà tôi. Thôi, hãy im đi, đồ cái thứ dê sờn.
quân xấu xa đừng lớn lối lắm mồm. Cái thằng chó chết ở đâu mà lớn lối? Mày có biết tao là con của bá hộ dạng? Ở vùng này ai gặp cậu hai kim thì cúi đầu mặt lạnh xanh giờ. Vậy sao? À, ủa? Sao cái mặt tao nóng hổi vậy nè? À, thấy mày mà nó không chịu lạnh kỳ quá. Anh ơi, anh là... Tôi là Tửng nè cô hai. Ê, chờ chút nghe mày. Cô hai, ông nhớ cô lắm nên sai tôi đi tìm cô đó. À, tưởng gì thì ra là thằng đầy tớ. Ê, đầy tớ rồi sao mày? Mắc mớ gì mày? Nè, còn mày, mày có chịu đi chưa? Hay là chờ tao dở món nghề ra dạy cho mày một trận nặng bỏ cái thối ỷ vào mà hiếp người cô thế hả mày? Ê, 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 mày dám không? Dám không? Nè, trả con tôi lại, đừng có hãm hại nó. Con không chịu ơn tôi sẽ bóp cổ nó chết. Đừng, đừng mà, đừng giết con tôi xin ông tôi lại nè. Không? Vậy cô hứa theo tôi làm vợ tôi nghe. Cô hứa đi, tôi sẽ trả nó lại cho cô. Hứa đi cô, hứa đi. Hứa nè. Hứa hả? Trời ơi, anh đánh chết người ta rồi. Mình mang quà đó anh Tửng ơi. Cho nó chết luôn cũng được, khỏi còn hãm hại người khác nữa. Làm sao đây, tôi sợ lắm. Cô đừng có sợ, cô bồng cháu đi. Rồi, cô giang ra, cô giang ra đi. Trời ơi, sao anh định đốt nhà tôi với anh Tửng? Phải, tôi phải hủy thi diệt tích mà cô. Cô ở đây chi nữa mà tiếc cái nhà này. Theo tôi đi khỏi đây này, đi đi cô. Còn chồng và con tôi nữa. Hai cháu tôi gặp nó ở ngoài kia rồi. Còn cậu Sơn, tôi sẽ tìm cậu sau. Bây giờ tôi đưa cô và mấy cháu đi tìm chỗ an toàn ở tạm trước đã. Nè nè, cô bồng đứa nhỏ giang xa ra đi. Chạy đi, nhanh lên cô. Đi xa ra. Đi đi xa ra. Cháu nấu cơm xong thì dọn cho mọi người này ăn nghe không cháu Lượm? Hả? Cho họ ăn hả? Họ ác lắm đó ông ơi. Không có đâu, họ là người bị nạn. Họ bị nạn hả? Ai hại họ vậy? Có phải là người đã hại con không? Ông cũng không rõ nữa. Thiệt tình là tôi không có ý định giết nó. Tại nó bắt cháu nhỏ khống chế cô tôi mới đập cho nó ngất để buông cháu ra. Ai dè lỡ tay đánh nó gãy cổ chết tươi luôn. Nó chết đó thì đáng cái đời của nó, vì cả hai cha con ấy là bọn cường hào ác bá, hà hiếp dân đen ở tại vùng này. Thấy vợ con của người ta xinh đẹp dễ coi thì tìm cách lân la em liễu nài qua, nhưng mà hễ giết người thì thường mạng. Cha nó đâu có để yên cái chuyện này. Bá hộ dạng dùng thế lực của mình thì gia đình cô khó thoát khỏi nạn tai. Gia đình tôi đang yên ấm, bóng tay bay qua gửi thần linh. Tôi tới đình thần xin tạm nghỉ chân, dắt nhau đi chờ gặp lại chồng. Thầy Thuốc Sơn đó là người quen mặt, cũng hay ghé đây đàm đạo chuyện trò. Cô cứ an tâm ở lại nơi này, xâm hiệp nhau rồi sẽ định hướng mà đi. Cô hai tôi là cành vàng lá ngọc, hoàn cảnh trai ngàn mới ra thân khổ nhọc. Ông tôi nhớ thương nên thường hay đau ốm, tôi lặn lội mấy ngày trời mới kiếm bởi tôi xem nặng chữ tình nên nhà
đâu ai muốn làm kẻ xa gia đình, xa xứ sở. Đó chẳng qua là vì hoàn cảnh mà ra. Cô gái kia hoàn cảnh cũng đáng thương lắm. Hoàn cảnh chị ấy như thế nào vậy ông? 10 năm trước đây không biết ở đâu đến, cô ấy nằm ngất xỉu trước sân đình. Thấy trời mưa, tôi ra gom mớ củi vô thì gặp cổ. Quần áo tả tơi, đầu bù tóc rối. Tôi đem vô nhà đổ nước gừng cho cổ tỉnh lại. Nhưng có lẽ vì quá hoảng sợ cái chuyện gì đã xảy ra cho cổ, nên cổ tâm trí hoảng loạn, không biết mình là ai. Chỉ luôn miệng nói một câu: đừng làm nhục tôi. Thiệt tội nghiệp cho chị ấy quá. Đó, rồi từ đó đã cổ sống tại đình thần này. Tôi không rõ gốc tích tên tuổi, cho nên đặt cái tên lượm cho cổ để mà gọi. Ăn cơm đi. Nè, đừng có làm hại tôi nghe. Cháu đừng sợ, họ không có hại cháu đâu. Đưa em nhỏ đây, ăn cơm đi, đói bụng rồi đó. Cô đưa cháu cho cổ giữ giùm, không sao đâu. Chị giữ giùm cháu. Đi chơi cho mẹ ăn cơm nghe. Đi. Cô và cậu với hai cháu ăn cơm đi, đừng có ngại gì hết đó nghe. Mẹ ơi, mẹ, cha có biết mình ở đây không mẹ? Sao cha không đến vậy mẹ? Anh Tẩn à, tôi lo cho anh Sơn lắm. Nếu về nhà mà thấy cảnh tình như vậy, chắc ảnh lo cho mẹ con tôi lắm đó anh Tẩn. Nếu thấy nhà cháy mà không có xác hai mẹ con thì cậu sẽ nhất định đi tìm, và nhất định cậu sẽ ghé nơi này. Anh Tẩn à, lòng tôi đang rối rắm không yên. Cô yên tâm đi. Nè, hai cháu đừng có ra khỏi đình nghe, nguy hiểm lắm đó. Để chú trở lại tìm cha hai cháu. Dạ, chú dẫn cha cháu về đây nghe chú. Ừ, chú sẽ tìm cha hai cháu được mà. Chú đi à. Nhớ nghe chú. Ừ, chú nhớ rồi. Chết à. Chết à. Trời ơi, tôi đâu có giết cậu Hai Kim, sao lại đánh tôi gãy chân như vậy nè? Các người ác lắm mà. Thập gãy chân mày mới chịu nhận giết cậu Hai phải không? Chịu nhận chưa hả? Cô chết tôi cũng không nhận, tôi không có giết người mà. Cứng đầu không chịu nhận đâu, đâm cho chết luôn. Đặng Ngân Quỳ, tôi không giết người, làm sao tôi nhận? Ai giết cậu Hai rồi gieo tội giết người, luôn cả vợ con không biết sống chết thế nào. Các người muốn ép tôi nhận tội để dễ dàng ăn nuôi với ba hộ dạng phải không? Cửa nát nhà tan ai gây nên cảnh vợ phải xa chồng, con lạc mất cha. Tôi đâu còn muốn thiết tha, làm gì cái sông xót xa tù đài. Tôi tình chỉ hơi quá công, tạo nên để khổ hết mong xâm dày. Thác cho hết kiếp đọa đài, tâm thần khôn khổ dạng dài đầm luân. Mày muốn chết hả con? Chết đi, chết đi. Đứng lại. Ê, tụi bay giết người hả? Dừng tay lại. Mày là đồng bọn với nó hả? Nói bậy, tao không muốn tụi bay hành hạ người này. Thả người ta ra, thả ra. Mày tránh điên rồi, tụi tao đánh cho mày tỉnh lại nè. Chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè, chết nè. Cho mày nằm một đống luôn, coi hết tiền chưa? Đồ bún thiêu mà làm trời hả mày? Còn thằng thầy thuốc,
ta làm phước giải thoát cho mày luôn. Nè, điện nó xuống sông cho nó làm hà bá luôn. Mọi bắt công giác sát đem về. Xin lỗi cô hai nghe, tôi không làm tròn lời đã hứa. Ông trời ơi, sao ông lại nỡ để khổ cho tôi? Tới quá tờ đâu xanh đến tình, Chúa tăng đàn xem tạo phong ba hiên nhạc kia xa, đoạn tình ta đến thảm trời sâu. Thế gian này sao chồng chất nỗi đau, làm thế nào em nuôi dạy con thơ? Cô hai à, chuyện đến nỗi này rồi, thôi cô theo tôi về nhà xin lỗi ông đi, nhất định ông sẽ tha thứ cho cô mà. Hơn nữa ông đã già yếu lắm rồi, cô đừng để ông phải ngày đêm nhớ thương cô nữa nghe cô hai. Anh ơi, tôi quả là đứa con bất hiếu, tôi đã xem nặng chữ tình yêu mà phụ bố thâm tình, để cha tôi thương nhớ bao năm chờ đợi bóng con về, nay gặp hoạn nạn mới quay về chốn cũ, mặt mũi nào nhìn lại đấng thân sinh, cùng ba đứa con là kết quả của tình yêu đã trốn chạy gia đình xây tổ ấm. Anh ơi, biết cha tôi có hài lòng nhìn nhận nàng cháu thơ côi cũng giữa đường. Chuyện này cũng rất khó cho cô, vì ông có dặn tôi nếu cô chịu bỏ tất cả để về bên ông thì ông sẽ tha thứ, chứ ông không chấp nhận dòng máu của kẻ thù đã hại chết bà nội của cô đâu. Trời ơi, lời nói của cha tôi đâu khác gì là lĩnh truyền ân từ. Cha ơi, cha nỡ lòng nào đi bước xuống của con, trong lòng cha đã nuôi cao thù hận, con biết làm sao cho tròn vẹn đôi nơi. Cũng tại ngày xưa con không ngại điều quẩn khúc, mới có thân con vào duyên nợ trai quan, lụy chữ yêu con lãnh phần bất hiếu, chắc cánh bay xa tìm mật ngọt hương tình. Con đã làm đau đớn lòng cha, nên trời ban duyên nợ giữa đường gái gánh, thì thôi số phận an bài
cánh đoá đài thắng thần. Cô nói vậy thì sao phải? Nếu cô có lỗi thì cô lãnh ai nói làm chi? Nhưng còn các con của cô, chúng có tội gì? Mà tôi cũng đâu có đành để cho mẹ con cô phải lang thang đói khổ chứ. Anh không đành cũng đâu có giúp được mẹ con tôi. Thôi, anh trở về nhà đi. Số phận của mẹ con tôi cứ mặc cho mai rủi. Còn chữ hiếu thân, kiếp sau tôi sẽ báo đền. Hoàn cảnh của cô như vậy, tôi về làm sao được mà về chứ. À, thôi, có cách rồi. Nè, cô cứ theo tôi về gặp ông và nói là cô đã dứt tình với cậu Sơn rồi. Hai người không có còn cái gì nữa hết. Sao anh xúi tôi bỏ con tôi? Anh về đi, tôi không làm theo lời anh đâu. Cô bình tĩnh mà nghe tôi nói đây nè. Đó chỉ là kế dục quẩn cầu mưu bước đầu mình phải đi. Làm cho ông vui, hết giận hết phiền. Còn ba đứa nhỏ thì để tôi lo, tôi giấu giùm cô. Ở ngoài đồng tôi đang nuôi vịt đã gần một năm rồi. Ba đứa nhỏ ở ngoài chòi với tôi thì thấy khỏe re. Cô Sáu giờ đây cũng ra ngoài ruộng, giữ ruộng cho ông tôi nhờ cổ trông nom. Còn cô vài ngày cô lén ra thăm, tạm qua ngày chờ đợi thời cơ. Sẽ nói sự thật cho ông tường tận. Cô cứ nghe tôi cho ông được vui, dạ xin cô đừng lưỡng lự. Đến nước này rồi thì phải đành theo lời anh, đi bước nào hay bước nấy. Vậy chứ làm sao, còn nước thì còn tát. Ê, ăn trộm trứng hả mày? Mày sao hay suy nghĩ xấu bạn bè quá. Ta không có bạn bè với mày à. Cái gì vậy Tấn? Tụi mình cùng chung kiếp ở đợ, chỉ khác nhau mày ở cho ông, tao ở cho bà, chứ cũng cùng một ổ mà thôi. Ổ là mày ổ đó, ổ mối đó biết chưa. Mày sao à? Cứ kiếm chuyện ta chà đạp tao hoài à. Đó, từ đó tới giờ tao có mít lòng mày chưa? Có chứ. Mày quên rồi sao? Chuyện gì đâu. Thì cái chuyện lần đó đó, tao máng cái áo trên cành cây sau giường, lúi cuối lo làm cỏ. Chừng thèm thuốc quay qua thì cái áo không cánh mà bay. Mày quên rồi sao? Mày ghê lắm. Ăn nhầm gì tao chứ, thằng lạ không? Sao không ăn nhầm? Trời đất ơi, mày vừa lướt ngang qua đó, nó cũng bay theo mày. Nếu mày không lấy thì ai lấy giùm? Đừng có tưởng tao làm thinh là tao bỏ qua. Mày thiệt nhớ dai. Tụi mình bè bạn có qua có lại, chỉ một lần thôi, đâu có lần thứ hai. Ăn cắp quen tật thì dù chuyện lặt vặt cũng vậy, sẽ trở thành thói quen, chừa bỏ nghe mày. Biết rồi. Trời đất ơi, ông nội, biết rồi biết rồi, chừa chừa rồi phải không? Chừa rồi ngó động kiếm gì trong đó hả? Ông bà ông giải mày nằm trong đó sao mày kiếm gì thấy ghê vậy? Ê, thằng này hổn quá. Hổn gì? Không hổn với mày đâu có được. Công chuyện của mày là ở trong nhà, mày ra đây làm cái gì? Làm cái gì thằng ông nội hả? Tận ơi, tao buồn, tao nhớ mấy con trâu. Ra thăm nó không được sao? Mày sẽ khó khăn quá. Trâu tao thả bên kia kìa mày, ra đó mà thăm đi. Mắc gì mày đến chòi tao chỏ mắt vô đó. Đi đi mày. Tao nói mày nghe nè, bà sai tao ra coi mày thiếu món gì, về lấy đem ra cho mày. Bà sợ mày đói. Bà tốt quá, cảm ơn. Mày về nói tao cảm ơn nhiều lắm. Tao có chân có cẳng, tao biết tự mình về lấy. Không mượn mày ra thăm chừng tao. Tao nói thiệt với mày,
Trời đất ơi, nó mất tiêu rồi. Ê, mày làm gì vậy mày? Hả? Mày chứa ai trong tròi vậy? Chứa ai? Sao có áo lít nè? Áo này hả? Ừ. À, của cháu cô Sáu đó. Cô Sáu có cháu hả? Thiệt không? Ủa? Thiệt giả mắc ngớ gì mày? Cái đồ nhiều chuyện. Đi mày. Cút xéo mày. Một. Đi. Hai. Đi. Ba. Mày không đi không? Đá mày cái chết mày. Đi không? Đi không? Đi. Rồng một mơ cá con lùi theo chân mẹ cho tròn nghĩa nhân. Cô Hai à, hôm qua thằng Tò nó mò ra đây, đến cái chòi của anh Tửng á, nó thấy cái áo của tụi nhỏ nên nó nghi ngờ á. Vậy hả chị? Cô ra đây thường nên tôi cũng sợ bị đổ bể chuyện của tụi nhỏ nữa. Con mà xa mẹ thì cũng tội nghiệp lắm. Nhưng vì hoàn cảnh nên đành phải vậy thôi cô. Chị Sáu à, chị em mình nào khác gì ruột thịt. Nên tụi nhỏ ở ngoài này có chị tôi cũng thấy yên tâm. Chị Sáu ơi, mỗi lần nhớ con ruột tôi thấy quặn đau nên mới lén ra đây thăm giây lát cho đỡ phần thương nhớ. Nhưng mà cô phải biết, rào thưa khó chặn kẻ rình. Với lại bà Hai á, không phải là người hiền đức. Thằng Tò là người của bà, mình phải lưu tâm chứ. Phải chị mẹ tôi còn sống thì tôi đâu có lâm vào hoàn cảnh lỡ khóc lỡ cười như vậy đâu. Tôi bán thân vào nhà cô lúc vừa lên 8, được bà lớn xót thương cho làm bạn cùng cô. Thân tôi bình yên bên cô chỉ được có 2 năm, rồi bà lớn lâm cơn bệnh, cô trở thành côi cút. Cũng từ đó tôi phải trải thân đầy tơ, hầu hạ bà Hai gần 20 năm trời. Làm đúng thì chẳng có được khen, mà làm sai thì rối vỏ tôi bời. Nhưng tôi vẫn vui vì có cô bên cạnh, lúc xoa dầu, khi thì an ủi khuyên. Cái tình của cô đối xử với tôi nó thâm đậm như tình ruột thịt, nên tôi nhủ lòng phải bảo vệ đám trẻ thơ. Chúng đang sống cạnh bơ vơ vì phải mất cha lìa mẹ. Chị Sáu ơi, đời của mẹ con tôi là cái đời để khổ, sống mà chia lìa còn đau hơn cả chết ly tan. Tôi tình chi mà phải khổ tận cam lai. Tôi cứ thầm hỏi ông trời sao cắt cứ. Còn chị sao ra đây mà giữ ruộng, không ở trong nhà làm việc như trước kia vậy chị Sao? Cô Hai ơi, sao cái ngày cô cùng cậu Sơn bỏ trốn,
bà hai đề viết cho tôi và anh Tấn mưu bài. Từ đó những lời nắng nhẹ nghiệt cay luôn xảy đến mỗi ngày. Bà bảo với ông nuôi khỉ dòm nhà nó là bổn phận, tốn áo tốn cơm thì đuổi phức cho xong. Tôi biết ông không đành lòng giúp tình chủ tớ lâu nay, nên tôi tự biết phải làm sao để ông đừng khó xử. Tôi xin ra đây ở lành phần giữ ruộng cho yên bề, bà khỏi quấy rầy ông. Rồi tôi ra ngoài này cũng hơn 2 năm rồi. Anh Tửng thì cất chòi nuôi vịt, đâu cũng gần 1 năm nay rồi đó cô. Có khi là mẹ tôi linh thiêng nên khiến cho chị và anh Tửng rủ nhau ra đồng ở, để bây giờ giúp đỡ cho mẹ con tôi. Không biết chừng là vậy á. Cô hai à, hôm trước á tôi về nhà, tôi nghe được cái cuộc nói chuyện của ông bà. Cô hai rắc rối đến với cô nữa rồi đó cô hai. Con phải nghe lời cha mà lấy chồng. Từ ngày con bỏ đi, Giáo Thịnh qua làng bên dựng nhà mở lớp dạy học trò, nhưng vẫn không lấy vợ. Con nghĩ lại đi, con đã làm lỡ dở đời con, còn làm lỡ dở đời của Giáo Thịnh nữa. Cuộc hôn nhân này con phải nghe lời cha mà chấp nhận. Cha, nhưng cha ơi, làm sao con quên được người xưa mà vui duyên mới hả cha? Con phải quên nó đi và phải nhớ đến mối thù của nhà ta. Cha, con xin cha, cha hãy nghe con nói. Cái chết của bà nội ngày đó không có liên quan đến cha anh Sơn. Thu Anh, cha cấm con. Cha ơi, lúc đó bà nội đang lên cơn mệt vì bệnh suyễn, cha nóng lòng nên thuốc vừa sát xong, cha bảo gì cho bà nội uống. Vì thế nên nội bị nghẹn thuốc mà qua đời. Đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi, chứ cha anh Sơn không hề bốc sai thuốc. Mày cầm đi. Cha không ngờ con mù quáng vì yêu nên đổ thừa cho gì với cha hại bà nội. Để thỏa lấp thù xưa, có phải vậy hay không? Cha, xin cha hãy tin con, chuyện này do vú nuôi thuật lại. Vì chú đã chứng kiến đầu đuôi nguyên nhân cái chết của nội con. Vậy thì sao từ đó đến giờ bà cứ lặng tiếng im hơi? Nay dù con đã qua đời, con mới đem chuyện này nói ra. Vú sợ nói ra làm cho cha đau lòng hối hận. Đến ngày con được lớn khôn, vú mới tỏ thật cùng con. Bà ấy sợ cha đau lòng cắn rứt lương tâm, vì chính cha biểu cho nội con uống chén thuốc đó. Vậy còn con, con không sợ cha đau lòng sao mà con lại nói điều ấy ra? Thưa cha, vì không muốn cha cứ mãi nuôi mối thù vô nghĩa ấy nên con phải nói ra. Con không sợ cha đau lòng là vì con nghĩ khi đó bà nội đã đuối sức, nếu không uống chén thuốc đó thì bà nội cũng bị cơn suyễn làm nghẹn thở mà qua đời. Con lý luận khéo lắm, vừa xoa dịu lòng cha mà cũng vừa tạo cơ hội xóa đi mối thù cũ. Thì ra ý của con là muốn cho thằng Sơn được bước chân vào ngưỡng cửa nhà ta, có phải không? Anh đâu có còn cơ hội để trở về. Con chỉ muốn được bà giải nỗi ức quan, cho vong hồn ảnh thảnh thơi nơi chính suối. Cha ơi, suốt đời này con khó mà quên ảnh. Xin cha cho con ở vậy để sống bên cha. Cha đừng buộc con lấy chồng, tội con lắm cha ơi. Nó đã chết thì con đâu còn vướng bận, nên nghĩ đến tương lai của con,
không lẽ cứ ở vậy suốt đời hay sao? Cha ơi, con không thể lấy chồng là vì con. Vì sao con? Cha ơi, con đã lỡ là tàn phai mình, nói câu duyên tình đâu còn hương vị, xin cho con an phận sống bên cha cho hết đoạn đường trần. Tội tình gì lại hành hạ thân con, đời con nhiều tươi đẹp, hãy nghe cha làm lại cuộc đời. Phải đó, con không cần mặc cảm là gái có chồng. Giáo Thịnh là người quân tử, nó sẽ không chấp nhất chuyện đã qua. Vì con nói đúng đó, con nên nghe lời mà chịu làm vợ Giao Thịnh đi. Đừng để cha phải nặng lòng vì con nữa huynh à. Thưa cha, xin cha cho con thời gian để con suy nghĩ lại. Cô từ chối cuộc hôn nhân á, tôi sợ sanh chuyện đó. Vì bà Hai cố tình buộc cô phải lấy thầy Giáo Thịnh. Xin lỗi cô Hai, cho tôi nói câu này nha. Cô nên ưng Giáo Thịnh, biết đâu cô chịu lấy chồng thì ông sẽ hồi tâm nghĩ lại, mà nhận ba đứa nhỏ là cháu rồi cho về nhà thì sao? Cô Hai à, dù sao á, cậu Sơn cũng chết rồi, cô nên vì tụi nhỏ nghe cô. Với lại cô cũng đừng ra thăm tụi nhỏ nữa. Bà Hai á, cho thằng Tò ra đây rình rập hoài hà. Tụi nhỏ ngoài này có tôi với anh Tửng rồi, không có sao đâu cô Hai. Sơn ơi, anh về sao không vào nhà? Anh làm sao vào nhà em được? Anh phải đi thôi. Đừng, đừng bỏ mẹ con em. Anh Sơn, anh đừng bỏ mẹ con em mà. Anh Sơn. Quanh ơi, em đừng khóc. Ngày đó cùng em trốn đi là anh biết làm một điều sai, vì yêu nên anh gạt ngoài tai lời mái mía của người đời, cùng nhau xa chạy cao bay. Bây giờ hậu quả xảy ra, lên tiếng gọi thì có cho
trăm đắng ngàn cay mình cũng phải chung mà đã vội ly tan. Anh đừng tạo áp lực cho mình gây nên cảnh, mà hãy đương đầu với trận bão giông. Tay chèo tay lái vừa qua phong ba, đừng ngại lòng ta vững bền. Em vui ngất gượng cười làm vui, thân em bi thơm nao nùng như cá mắc lưới, vậy dùng sao đây? Hãy vui duyên mới bên chồng, con thơ xin để anh bồng anh mang. Lòng em nát tan khi anh vừa nói câu ly, còn nỡ bắt em phải bước ruột của mình. Xin anh đừng cắt lìa mẹ con em vô lệ thâm tình. Anh chưa từng qua đoạn trường dược biển, một thân đàn bà chìm đắm giữa cơn đau. Rồi em cũng sẽ có con khi vui duyên mới, hãy trả con cho anh đừng bận biểu mà chi. Anh không phải là người ích kỷ, chỉ muốn cho em chữ hiếu vẹn toàn. Bờ sóng khi lỡ khi bồi, tình đi tình lại dần hồi cũng quen. Lưu luyến làm chi cảnh đời ngày cũ, bi kịch sẽ kéo về cho cuộc sống ngày sau. Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa sư ơi. Sao vậy Thu Oanh? Con không sao đâu dì. Con chỉ nằm mơ. Và dì nghe con gọi, con ơi, con đừng bỏ mẹ phải không? Không, không có đâu dì. Không có à? Dì nghe rõ ràng, sao con còn giấu giếm chứ? Lỗ tai dì đâu có điếc. Chuyện gì vậy? Khuya rồi sao bà la ôm sòm vậy? Con gái của ông kìa, vừa nằm mơ gọi con của nó. Chính tay tôi nghe rõ ràng nè. Thu Oanh, lời gì con nói có đúng không? Thưa cha, dì đã nghe lầm. Con xin cha, cha hãy tin con. Không, dì không nghe lầm. Mà con đã dối gạt cha. Ông mà nó đem con nó về đây mà nó giấu đó. Giấu ở đâu? Ông ở đồng á. Thằng Tửng con Sáu nè, A Tòng nuôi con cho nó. Thu Oanh, sao con giấu cha? Thật là uổng công cha tin tưởng. Cha ơi, xin hiểu cho lòng của đứa con chịu nhiều đau khổ. Nếu con không có vướng bận chi thì sao con không chịu lấy chồng? Nếu gì buộc con phải lấy chồng, cháu của dì nên giữ tóc tơ để cho dì thỏa nguyện ước mơ. Thì dì cứ nói rõ lòng mình, chứ đừng tạo bất bình chia rẽ tình cha con. Thu Oanh,
sao con lại gieo tiếng ác cho dì? Dì vào nhà này gần 20 năm, chưa hề có một tiếng lớn hay một lời nặng đối với con. Bởi vì hiểu cái câu, mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng. Dì không muốn mình bị liệt vào hạng người đó, nên dì đã cố gắng làm một người mẹ kế hiền từ, thương yêu con chồng. Nhưng tại con không muốn xem dì như mẹ mà thôi. Dì thương con, nên mới lo gầy dựng hôn nhân cho con với Giáo Thịnh. Bởi vì Giáo Thịnh là người vẹn tình, vẹn nghĩa. Nó mang ơn cha và dì ngày xưa đã đùm bọc nó. Lúc ở bên nhà, cha mẹ nó gặp cảnh lâm nguy. Và nó cũng có ý thương con, nên nó mới chờ con đến ngày nay đó chứ. Nhưng nếu con không có gì gian dối với cha, thì con nên nghe lời cha mà làm đám cưới với Giáo Thịnh. Thưa cha, nếu như kết hôn với anh Giáo mà xóa được sự hồ nghi trong lòng dì và cha, Thì sao con? Con xin hứa. Hả? Con lặp lại lời của con coi. Dạ. Con sao? Con xin hứa. Con chịu lấy Giáo Thịnh, con hứa phải không? Vậy là cha vui rồi. Thôi, cha chết cha không vui lòng nữa. Con đi ngủ đi con. Cha về thăm con phải không cha? Ai vậy? À, cái thằng to này. Mày rình rập chứ không ai? Mày chết, mày sẽ chết. Anh Từ hả? Tôi là Sơn đây. Cậu, trời ơi, cậu còn sống hả cậu Sơn? Bữa đó tôi thấy cậu bị quăng xuống sông, tưởng là cậu đã chết rồi mà. Lúc đó tôi bị họ đánh đau quá nên giả chết. Tôi biết là anh đến định cứu tôi. Cậu ơi, tôi cũng đâu cứu được cậu. Vì vậy nên tôi để yên cho họ quăng xuống sông, rồi lặng một hơi cho thật xa. Tôi mới bò lên bờ nằm chịu đựng hết một ngày, chờ mặt trời lặn rồi tôi mới đến tận đình thần. Ông Tư nói rõ mọi điều, tôi mới nhẹ lòng lo. Tạm trong đình lo chữa vết thương, bây giờ mới lành lặn cái chân. Nhưng từ nay tôi bị tật nguyền, không còn đi đứng như xưa. Trời ơi, tại tôi cậu mới bị giả lên. Trong lòng tôi cứ rải rứt đêm ngày, vì tưởng cậu đã chết rồi. Nào ngờ trời còn thương, bây giờ cậu tính sao đây? Chớ cô hai đang bị ép gả chồng, cuộc hôn nhân ngày cũ không thành, bây giờ phải tái lại lần hai. Thì cứ để cho Thu Oanh nghĩ rằng tôi đã chết, mà thản nhiên khoác áo cô dâu về làm vợ bên người. Suốt 15 năm nay quanh
phải trả quanh về chốn cũ, cho quanh sống lại với cảnh đời nhàn hạ ấm êm. Anh từng ơi, tôi đã lén về nhà vào lúc đầu hôm, và nghe rõ quanh bằng lòng ân thần. Làm sao tôi có thể trách quanh bước dội xuống đò tách lìa bên cũ. Cô hai lấy chồng là tại tôi suối cổ, chứ đâu phải cổ quên cậu mà cất bước sang ngang. Tôi nói thôi thì một liều, ba bảy cũng liều, cho ông vui dạ mai chiều mà hồi tâm. Như vậy thì ông mới chịu nhìn nhận ba đứa cháu ngoại. Ủa, hồi nãy giờ cô đi đâu mà không thấy ở trong chòi? Có chừng tụi nhỏ, cũng may là cậu Sơn lén về thăm con. Chứ nếu thằng Tò nó mò ra đây thì tụi nhỏ làm sao đây? Cảm ơn anh chị đã nuôi giùm đám trẻ. Xin cho tôi một thời gian, rồi tôi sẽ đem chúng đi. Nếu cậu đem chúng đi thì cô hai tôi sẽ khổ. Cô chịu hy sinh là mong ở cạnh con mình. Tôi không muốn thu quanh dương bận đàn con, chứ không phải tôi cố tình phân rè. Cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ bảo bọc, không dễ cho làm hại chúng đâu. Sao cũng được. Và lại hiện giờ tôi cũng như diều bị đứt dây, dù có muốn đem chúng theo cũng khó. Thôi thì cứ để cho tụi nhỏ ở đây với anh chị, sau này hả tính. À, có chuyện này tôi muốn hỏi anh chị đây. Cậu muốn hỏi chuyện gì? Có phải thầy giáo Thịnh hồi đó có dạy học ở làng bên quanh, rồi quen với cô Liên ở bên đó không? À, chị Liên đó tôi cũng biết, nhưng có quen với thầy giáo hay không thì tôi cũng không rõ nữa. Mà sao cậu hỏi chuyện này chi vậy? Anh Tửng à, tại đình thần, ông Tứ có nuôi một cô gái. Cô gái đó nửa tỉnh nửa điên. Phải rồi, trong thời gian ở đó, tôi có hốt thuốc cho cổ uống, nên tinh thần của cổ bây giờ đã định tĩnh lại rồi. Cô đã kể lại hết sự việc, tại sao cô phải lưu lạc đến đình thần, và ở đó 10 năm nay. Cô nói cổ tên Liên, hồi đó giáo Thịnh thương cổ lắm, nhưng bà hộ không chấp nhận. Vậy sao? Cô nói bị người ta dùng thế lực ép buộc phải bỏ làng mà đi. Cô chống cự nên họ cho gia nhân đánh ngất xỉu, rồi cưỡng bức cổ. Trời ơi, thiệt là cái quân khốn nạn mà. Cô vừa đau đớn vừa xấu hổ, nên bỏ làng chạy tới đình thần mà ẩn thân ở đó. Cái chuyện cậu nói đây thì tôi đã biết kẻ nào đã hại cô Liên rồi. Là ai vậy? Bây giờ thì chưa kết luận được đâu. Cậu Sơn, cậu về đình nói rõ cho cổ biết chuyện giáo Thịnh đi. 10 năm nay vẫn chờ cổ, coi ý cổ làm sao. Rồi cậu trở lại đây để cùng tôi tìm cách gỡ rối cho cô hai và giáo Thịnh. Ừ, anh Tửng tính vậy á, phải á cậu Sơn. Thôi, trời cũng gần sáng rồi, cậu đi đi cậu, đừng có lo gì cho tụi nhỏ hết á. Vậy tôi đi nha. Lóc nó nhảy lên bờ, mùng ai có rồng. Ồ, mùng ai có rồng cho ngủ nhờ một đêm. Mùng của mình rộng, có con với chú thôi à, đâu có chật. Còn mùng của dì Sáu bên này ngủ tới 3 người, chật cứng à. Chú qua bển xin ngủ làm chi vậy? Ai biểu mày cứ đáy dầm hoài làm chi? Khai muốn chết. Trời ơi, tao chịu không nổi nên tao mới xin ngủ nhờ nó chứ. Nè nè nè, ráng mà chịu cho quen nha. Đừng có ở đó mà nói chuyện khùng điên cho đám nhỏ nó nghe hả? Là anh chết dịch với tôi à. Tôi có nói chuyện khùng điên đâu cô Sáu. Tôi đang suy nghĩ cái chuyện thiệt tình đó.
Nếu như mà cô đồng ý thì tôi tính cái rụp liền à. Đồng ý cái gì? Rồi tính cái gì? Tính... Lâm ơi, nói con nghe nè, con chạy đi coi bầy dịch giùm cậu đi, đừng có cho nó qua đám ruộng mới cấy, nó rỉa hết ba cái lúa non là chết cậu à. Đi đi con. Dạ. Cô Sáu nè, đám nhỏ nhà này chắc là tôi và cô sẽ nuôi chúng rồi. Trước sau gì thì cô hai cũng lấy chồng mà. Thì cô hai lấy chồng thì tôi nuôi tụi nó một mình tôi, chứ tôi đâu có ép anh đâu mà anh định chạy làng. Đâu có phải tôi chạy làng, mà tôi còn muốn cùng cô nắm tay nhau đi trên con đường chồng vợ nữa kìa. Trời đất ơi, chi vậy? Thì anh ở chòi anh, rồi tôi ở chòi tôi, vậy á nuôi tụi nhỏ. Chứ bộ dịch vật anh hay sao mà bày đặt qua đây kiếm chuyện với tôi nữa. Trời ơi, cái gì mà kiếm chuyện? Cô à, tại tôi sợ cô bị người ta đàm tiếu là gái lớn lên mà không có ai đi cưới, rồi phải ôm một đàn con mà làm người mẹ không chồng. Mắc mớ chứ sao không mắc mớ, mình ở đỡ chung nhà ngót 20 năm nay rồi. Mặc dù cô ăn nói chát lè, nhưng tôi biết cái bụng của cô nó ngọt còn hơn là đường cát trắng nữa. Trời ơi, nhìn cái mặt ghét quá à. Cô đừng tưởng là tôi đang nói chơi cà rỡn, mà đã từ lâu tôi để bởi vậy cho nên cô ra ngoài đồng ở giữ ruộng, tôi cũng ra cất chòi nuôi vịt mà ở cạnh bên cô. Đi đâu thì cũng có một đàn, mà sao cô chẳng ngó ngàng đến tôi. Anh Tửng, vậy là anh nói thiệt á hả? Vậy mà tôi cứ tưởng... Tưởng cái gì? Tưởng là quân tử giỡn chơi, ai ngờ quân tử đã phơi tấm lòng. Chú Tửng ơi, chú Tửng. Cái gì vậy mày? Để con nói chú nghe nha. Một bầy cò trắng phao phao, ăn no nó mát rủ nhau đi nằm. Nằm trên bãi cỏ hồng êm, nó lội xuống nước êm hơn nó nằm. Nó nằm thì kệ nó nằm, mắc cái gì mày chạy về đây? Trời ơi, phá hư giây phút tao đang tâm tình. Nếu nó chịu nằm yên nó ngủ thì con đâu có chạy về đây. Đằng này nó rỉa hết trơn, con lội xuống đuổi nó không lên nó lì. Trời ơi, rồi nó rỉa cái gì? Rỉa đám lúa non đó. Ê, mày xạo nghe mày. Mày xạo nghe. Con cò nó mổ, con vịt mới rỉa, nghe chưa? Thì vịt của chú á, nó rỉa gần sạch cái đám của lúa non của dì Sáu rồi. Ý, trời ơi, thiệt là cái bầy vịt của anh á, quỷ quái quá đi à. Nó lì lắm dì Sáu ơi, con lùa nó lên mà nó không chịu lên, còn rượt con nữa, nên con mới chạy về đây đó. Trời ơi, cái thằng này nó xạo thế dễ sợ mà xạo quá. Vịt mà làm như ngỗng vậy rượt mày chạy, mày xạo không có căng hả mày? Rồi giờ không chịu lại coi cái đám ruộng giùm tôi hả? Nó mà trụi lụi hết hả? Anh chết với tôi á. Cái gì mà chết? Bất quá tôi cấy lại cho cô thôi chứ gì dữ vậy? Hay quá, lấy gì cấy? Nhổ tóc anh xuống cấy hả? Tóc đâu có cấy thành lúa được đâu vì sao? Không được á thì cũng phải được à. Anh gieo mạ khác cấy trả tôi á. Khỏi cần gieo. Còn nhớ hôm trước cấy không hết, tôi đặt ở vách chòi kia kìa, còn xanh mà. Vậy hả? Ừ. Trời ơi, anh cũng biết tiện tặng phòng hờ dữ ha. Biết chứ. Không có quỷ của ha. Ừ, tôi biết thế nào rồi cũng có ngày này à. Nên tôi mới cắt ca, cắt cụm nuôi mớ mạ dư để cấy lại cho cô khỏi loan lỗ. Nói gì vậy? Thôi nghe, anh á, coi bộ giống
Thôi đi lẹ Lâm ơi, để dì Sáu mày sổ nho thì mệt lắm. Đi con. Đi. Sao mà không về trọng? Dạ, con mắc lu bu đám nhỏ này, nó không có đi đâu được hết á. Đám nhỏ này là bà con với ai mà bay nuôi ở đây chứ? Dạ, mẹ chúng là người cùng làng với con, vì hoàn cảnh mà phải gửi tụi nó cho con. Con cũng định vài hôm nữa con về trọng để xin phép ông. Nè, cha mẹ bay là ai? Sao bỏ bay ở đây với con Sáu? Dạ thưa ông, cha con chết rồi, còn mẹ thì cũng bỏ chị em con xin ông thương đừng đuổi tụi con. Chờ em con lớn rồi, con sẽ xin vô nhà ở đợ cho Sáu nghe ông. Đám trẻ mồ côi tội lắm ông ơi, giữa cuộc đời này dù chẳng ruột thịt chi nhưng tình người lai lắm. Nên con nuôi đám trẻ khờ cho chúng nương nhờ hơi ấm
Cháu để đó ông làm cho. Cháu đi nghỉ đi. Dạ cháu không có mệt. Để cháu chẻ xong đống củi rồi đi nấu cơm chiều luôn. Cháu cứ quần quật với công việc cả ngày, cháu vừa khỏe lại nên nghỉ ngơi mới phải chứ. Cháu cần phải làm việc nhiều hơn để tâm trí không bị rối ren suy nghĩ. Ông ơi, phải chi cháu mất hẳn luôn trí nhớ thì có lẽ tốt cho cháu hơn. Cháu đau đớn khi nhớ lại quá khứ của mình, phải không? Ông ơi, cái quá khứ phũ phàng tàn nhẫn đã giáng xuống đầu một cô gái mồ côi. Đã càng tầm dưới mái tranh nghèo, đèo dạt qua trôi không dám trèo đèo. Vậy mà người ta chẳng buông tha cho đời bất kỳ hành nợ dài dò cho tan nát cánh qua xuân. Trên vai cuồng tâm quên nguồn quên cội, lạc bước đến đây thân gửi cửa đình. Được ông che chở bấy lâu, ra điều này cậu Sơn đã nói với con hôm nay rồi, nhưng vì sợ con khó chấp nhận sự thật nên chưa nói được với con mà chỉ tâm sự cùng ông. Là chuyện gì vậy thưa ông? Chuyện là vậy, mấy hôm trước cậu Sơn có lén về thăm vợ con thì biết được vợ cậu ấy sắp thành hôn với thầy Giao Thịnh. Thầy Giao Thịnh sắp dày duyên. Thầy chuẩn bị vui trong hạnh phúc. Vậy thì cháu còn về lại chốn xưa đi làm gì? Cô cần phải về mới được. Tại sao? Sao cả anh cũng muốn tôi phải trở lại cái nơi để làm cho tôi khốn đốn? Tôi muốn được ở yên nơi chốn này để chôn vùi cái quá khứ gớm ghê. Tại sao ai cũng muốn tôi phải chuốc thêm sự thảm thế, muốn tôi phải chứng kiến cảnh người xưa đang hạnh phúc cùng cô dâu làm lễ. Bye.
từ cấu duyên nợ, để cho người ta tuyệt vọng vì tôi. Có lẽ ông trời đã đại ái tôi, hình phạt tôi vô tình vô nghĩa. Nếu ngày xưa tôi đem chữ tình mà đáp lại, thì đoạn trường đắng cay tôi không bước qua cầu. Nhưng nay thì mọi việc đã lỡ làng, tôi sẽ chôn đời tôi ở tại nơi đây và quên hết dĩ vãng của ngày xưa cũ. Chuyện không như cháu nghĩ vậy đâu cháu Liên à. Có những quấn khúc ẩn tình mà cháu phải cần nên hiểu, hiểu để sắp xếp cuộc đời cho vẹn trước sau. Cô Liên ơi, tôi đã giúp cho cô bình tâm tình trí trở lại như xưa với cuộc sống con người. Thì xin cô hãy giúp cho tôi tìm lại nụ cười, dù biết vợ tôi và giáo thân chấp nhận cuộc lương duyên là do hoàn cảnh, thì tôi với cô vẫn là hai kẻ khổ đau. Thế nên tôi mong cô quay về là hy vọng sẽ chuyển xoay tình thế. Cô tái hợp với người xưa sau bao ngày cách biệt, tôi cùng vợ con xâm hiệp một nhà. Đó là cô giúp người, giúp cả mình. Mười mấy năm cô biệt tích biệt tâm, thầy giáo Thịnh vẫn cô đơn lặng thầm đau khổ. Anh muốn tôi trở về để ngăn chặn cuộc hôn nhân, nhưng anh ơi, tôi làm sao mà về được? Thân tôi lem lắm, cây đời đã hồng, còn gặp lại người xưa làm gì cho thẹn phận nữ nhi, cho đau lòng quân tử. Cháu ơi, cái quý giá là ở tâm tình son sắc, cho tấm thân trần tục chỉ là cát bụi mà thôi. Quý là ở tấm lòng trong sạch thanh cao, biết chịu đựng với những cơn thử thách. Thân vong bị thai có thì chấp mê bất ngộ làm chi sự đời. Kiếp con người ai tránh được cái điều khôn đốn, mưa tạnh gió tan ta cứ tiếp bước mà đi. Rõ lòng quân tử vẹn tình, đừng nên phí bỏ đời mình ngày sau. Ông ơi, cháu sợ lắm, sợ đối diện với người xưa và cảnh cũ, sợ đau lòng khi sự thật phanh phui. Thôi, thà là cháu gửi thân nơi chôn quan du, cho hết một kiếp con người đau khổ. Anh Sơn, tôi đã phụ lòng anh mong mỏi, tôi không thể giúp anh sum họp một nhà, nhưng xin anh hiểu giúp tôi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chữa bệnh cho tôi. Xin hẹn kiếp sau đền trả. Bụng quá à. Em ráng chờ chút nữa đi, vì sao về sẽ có đồ cho em ăn. Ngày mai là đám cưới của mẹ nè, nên chú Tửng với dì Sáu mới về trỏng. Sao không cho mình theo? Theo làm gì mà theo, mình là con nít đâu có tới được. Sao vậy chị hai? Không được, em nhớ mẹ quá à. Mà em đói bụng nữa. Chị dắt em về nhà với mẹ đi chị hai.
Em ngoan đi, ở đây chờ một lát có ăn. Ông ngoại không cho mình về nhà đâu. Chị nói mẹ đi lấy chồng mà mẹ buồn. Thì sao chị không cho em vô nhà ông ngoại, dắt mẹ về đây với chị em mình? Chị đừng thấy em cứ cười vui vậy là em không biết buồn. Tại em nghe lời chú Tửng dạy biểu, con trai á đừng có mánh ướt, phải kiên cường như cục đất ở bờ đê. Đừng nhão nhẹt như đất sét khó coi, nên em mới ráng không cho rơi nước mắt của chị. Chớ em cũng biết thương cha nhớ mẹ, biết rồi đây em sẽ thành đứa trẻ lạc ngồi. Em biết như vậy thì chị đỡ lo, thà để một mình chị khóc chứ em đừng có khóc. Chị ơi, chị phải bắt trước em mà chị. Chị đừng có khóc, đừng làm chú Tửng thì chị sao buồn. Rồi họ hết thương mình, họ đuổi mình đi thì mình biết ở đâu. Mà em thì sợ đói bụng lắm chị ơi. Lâm ơi, tại sao chị em mình lại bị mất cha xa mẹ, phải sống bơ vơ nhờ hộp cơm thường. Mình có tội chi đâu mà phải chịu đọa đày. Cha bị họ giết quăng xuống sông mất xác, còn mẹ thì bị ông ngoại ép duyên. Kể từ bây giờ chị phải đùm bọc hai em, chờ cho em nhỏ biết đi rồi em lo giữ nó. Chị sẽ vô nhà ông ngoại xin ở đợ phụ, vì chú nuôi em no ấm yên lành. Chị vô nhà ông ngoại hả? Xin ở đợ hả? Không có được đâu. Chị gặp mẹ hoài, không sợ ông ngoại biết sao? Ông là ai? Ông muốn gì? Tao là người đến giải thoát cuộc đời của tụi bay, giúp cho chị em bay gặp lại cha bay. Nói rõ hơn là muốn giết chết tụi bay. Ông đốt trời kìa, chạy chị ơi. Chạy hả? Mày làm mồi cho lửa đi. Trời nóng quá, ơi quá trời ơi. Trời ơi, cứu tôi với. Cậu Tửng ơi, cứu con, cậu Tửng ơi. Chị Sáu ơi, hàng xóm ơi, cứu em con với, ngọt quá, ngọt quá. Trời mà xuống đây cứu tụi bay. Thằng khốn nạn, mày giết con tao, mày chết nha. Cha, cha còn sống hả cha? Ừ, các con đi theo cha. Trời ơi, trời ơi, cháy rồi. Ba đứa nhỏ. Trời ơi, sao vậy nè? Ba đứa nhỏ đâu rồi? Trời ơi, tôi đâu có biết. Trời ơi trời, chết hết rồi. Chết hết rồi. Trời ơi, đừng có khóc nữa. Chạy về cho cô hai hay lẹ lên. Trời ơi. Yến ơi, Lâm ơi, tụi con đừng có gì nghe con. Trời ơi, Yến ơi, Lâm ơi, tụi con đâu rồi? Yến ơi, Lâm ơi. Trời đất ơi, ai vậy nè? Hả? Thằng Tò, cái thằng khốn nạn, mày đốt trời chứ chẳng ai hết. Thằng khốn nạn, tính lại mày, tính lại. Mày làm cái gì đây hả? Ui da, sao đánh tao?
tao giết mày luôn chứ đánh mày nữa hả? À, cho mày chết, cho mày chết luôn nè. Đừng, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Đừng, đừng giết tao, đừng, đừng giết tao Tần ơi. Mày sợ chết à? Mày sợ chết mà sao mày đốt chồi mày giết tụi nhỏ? Mày chết đi thằng khốn nạn, thằng khốn nạn. Tao đâu có đốt chồi. Tao đi ngang qua cái trời chuyển mưa, xét đánh ngang chồi, làm trái chồi đó. Thằng khốn nạn, mày nói láo. Mày nói láo, mày dân mặt với tao hả? Mày đốt cho mày hết. Mày nói láo với tao hả? Tao nói thật mà. Mày tha cho tao đi Tần. Mày tha tao là Tần. Tao đi mày Tần ơi. Vậy tại sao mày ngất xỉu? Trả lời cho tao. Nói. Tao bị người ta đánh. Mày bị người ta đánh à? Thu Quỳnh, cô phải gượng vui cho tròn ngày hôn lễ. Tôi đã hứa giữ khoảng cách cùng cô, thì tôi nhất định phải giữ lời. Anh Thịnh, anh là người quân tử. Tôi cảm ơn anh đã chịu giúp tôi vượt qua cảnh khổ này. Tôi chẳng phải thần thánh gì đâu, chỉ tại lòng tôi đã có hình bóng một người con gái. Mà 10 năm nay tôi cũng mòn mỏi chờ đợi. Tôi không hiểu vì lý do nào mà người ấy bỏ làng đi. Tôi cũng như cô, chúng ta cũng cùng mang riêng một niềm u ẩn. Ủa, hai đứa ở đây hả? Dạ, thấy Thu Quanh buồn, con vừa an ủi Thu Quanh. Con đã bằng lòng thì nên vui vẻ. Thôi, lo chuẩn bị ngày mai tổ chức đám cưới nè. Phải đó con. Con đã chấp nhận làm vợ của giáo Thịnh á, thì những chuyện trước đây đừng nên nhớ nữa. Không thôi, cháu của dì nó buồn tội nghiệp nó. Không sao đâu, con hiểu mà. Đó, con thấy không? Dì đã nói cháu của dì nó quân tử lắm mà. Cô Hai ơi, cô Hai ơi, cô Hai chết rồi. Cô Hai ơi. Hả, chị Sáu, chuyện gì vậy? Chị nói ai chết hết rồi? Trời, trời, trái trời. Mà mấy đứa nhỏ. Hả, chị nói gì? Trời, trái. Con tôi sao rồi? Chị Sáu, ba đứa nhỏ ở trong chòi chết hết rồi cô ơi. Con tôi, con mấy đứa nhỏ chòi cháy. Cô hai ơi, tỉnh lại đi cô hai. Cô hai bình tĩnh lại đi cô. Thấy chưa, tôi nói nó có con rồi mà ông không tin. Bây giờ cháy chòi mới lòi ra đó. Ba đứa cháu ngoại của ông nó lòi ra rồi đó, thấy chưa? Bà im đi. Quanh Thu Quanh, tỉnh lại đi con. Thu Quanh. Trời, 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 con tôi. Trời ơi. Trời, lửa đã tiêu chết con của con rồi. Trời, trời ơi. Đó là thâm tình mà nắng ruột của tôi. Trời ơi, một thảm cảnh hãi hùng. Giờ đây con tôi ở nơi đâu? Tôi phải đi tìm xác con tôi. Con tôi đâu? Thu Quanh ơi, cô hãy bình tâm nén khổ đau mà tìm hiểu sự tình. Trời ơi, ngọn lửa vô tình hay ai đã tạo nghiệp quá? Bà đứa trẻ thơ có tội tình gì mà chịu làm mình.
Oanh ơi, Thu Oanh con. Thu Oanh con. Dạ thưa ông, cái thằng khốn nạn này nó đã khai hết ra rồi. Chính nó đã đốt chồi cô Sáu để thiêu chết ba đứa nhỏ đó. Ôi ông ơi, cứu con với ông ơi. Con nó nhổ cái gai giùm ông đó. Tụi nó là ba đứa cháu nội của thầy Năm, dòng máu của kẻ thù của ông mà ông ơi. Đồ khốn nạn, ai biểu mày làm điều đó? Ai nói mau. Dạ bà hội. Là cô. Cô làm chuyện này sao cô? Trời ơi, cô ác quá. Bà làm chuyện này hay sao? Phải không? Phải không? Phải, tôi làm đó. Tôi làm chuyện đó chỉ vì muốn tốt cho ông, tốt cho căn nhà này. Tôi làm là vì ông mà. Trời ơi, bà ác lắm. Bà độc ác lắm mà. Con tôi có tội gì mà bà giết chúng nó? Con ơi, con. Đồ khốn nạn, sao ông đánh tôi? Mặc dù tôi không nhìn tụi nó, nhưng mà đó là máu thịt của con Oanh, thì cũng là cháu ngoại của tôi mà. Tại sao bà giết tụi nó? Tại sao? Bây giờ ông muốn đổ thừa cho tôi sao? Bây giờ ông xíu lòng mà. Ông muốn nhìn nhận dòng máu của kẻ thù phải không? Thật là uổng công tôi đã vì ông mà. Không, bà không vì ông, mà bà chỉ vì lợi ích của riêng bà thôi. Mày nói cái gì? Nói vậy chứ nói gì? Thầy giáo, thằng Tò đã khai hết với tôi rồi. Chính bà đã sai nó cưỡng hiếp cô Liên để làm xấu hổ mà bỏ làng trốn đi đó. Con không ngờ cô lại gây ra biết bao là thảm trạng đau. Lòng cũng vì lòng tham đã đẩy cô xuống tận cùng tội lỗi. Cô phân rẽ tình yêu của con để buộc chỗ sang vào cô chọn. Cô khơi dậy trong lòng của những mối hận ngày xưa. Hạnh, con nỡ nói với cô như vậy sao con? Của hôn nhân gượng ép, cô đã biết lòng sắp bài để con cưới Thu Oanh. Cô muốn cái gia tài này phải thuộc về con, nên cô không từ mọi hành động hãm hại người ngay. Bà muốn cô hay phải khổ đau để rồi tuyệt mạng. Không còn ai tranh gia tài, ông mất rồi thì bà ôm trọn mà thôi. Tôi không ngờ tâm địa của bà quả là sâu xa. Thiệt tại cho tôi bấy lâu nay cứ ngỡ là bà chân thật, nên đã nghe theo những lời ngọt mật của bà. Nay thì vỡ lẽ tôi đã hãm hại một đời con. Bà sai biểu con, con đâu dám nào kháng cự. Xin ông thương tình, lỗi này không phải do con. Một đứa phản chủ, một đứa phản cô, tụi bay. Bà im đi, tôi không muốn nhìn thấy bà nữa. Bà đi ngay lập tức. Ông, bà đi khỏi nhà này. Đi. Ông ơi, xin ông hãy nghĩ tình nghĩa vợ chồng bấy lâu mà. Nếu ông... bà không muốn tôi xử nặng tay với bà, thì bà nên tự đích thân của bà đừng bao giờ bước chân trở vô nhà này nữa. Ông đi, à. Đi mau. Tận đem thằng Tò ra kho lúa nhốt lại cho ông. Oanh, con ơi, cha là người có lỗi. Chính cha đã ích kỷ nên đã làm khổ con, nên bao đau khổ của con phải gánh chịu cho tới ngày nay.
Cha ơi, bây giờ con chỉ muốn chết, chết để đứa con chồng cùng con hồi ngủ nơi cõi vô hình. Con ơi, nếu con chết thì cha làm sao mà an nhàn tâm trí? Rồi đây cha sẽ bị dằn vặt khổ đau dò dò một thân già. Mây đen sẽ dần rủ trước mắt cha che lấp trăng già. Cha sẽ không còn ai để thương, để nhớ, để tâm sự nỗi niềm hối hận ăn năn, rồi cũng mỏi mòn gục chết thảm thương trong một xó tối hay ở một góc giường lạnh lẽo. Về cái tội bao ngày cố chấp không cạn xét cùng xuyên, cố buộc quán thù hận mà chi đời này đến đời khác thì thêm hao mòn thật trí tâm linh. Sao không rơi nhẹ quán cho tâm yên ổn mây mù giá tan. Cô hai à, tôi trở ra chòi tìm không thấy xác tụi nhỏ, chắc là tụi nhỏ chưa chết đâu cô. Đúng rồi, tìm không có xác tức là chưa chết, chưa chết. Sao anh chắc như vậy à? Thằng Tò bị đánh ngất xỉu trước chòi thì nhất định người đó đã cứu tụi nhỏ. Hả? Vậy ai đã cứu con tôi và họ đem nó đi đâu? Cô để tôi đi tìm tụi nhỏ mới được. Đúng rồi, ông đi với con, nhất định phải tìm cho được cháu ngoại của ông. Cũng tại ông cố chấp nên tụi nhỏ nó mới khổ như vậy. Đi tỉnh. Cha, xin cha đừng đi. Đừng mà cha. Con còn giận cha sao Thu Anh? Cha ơi, con đâu dám giận cha. Cha đã thương tụi nhỏ mà nhìn nhận chúng nó là con mừng lắm. Nhưng việc đi tìm chúng, cha để con cùng đi với anh Tửng. Xin cha ở nhà chờ tin con. Tôi sẽ đi với cô hai. Không được. Sao vậy? Cô hai còn yếu, có tôi đi mới được. Trời ơi, cô đi rồi ai coi bầy dịch của tôi, rồi nó phá hết lúa của người ta, thường chết luôn á. Không được. Phải rồi, chị ở nhà với ông, tôi sẽ cùng đi với cô hai và anh Tửng để tìm các cháu. Phải đó, chuyến đi này thầy phải đi, đi để giải quyết chuyện riêng tư của thầy chứ, phải không? Các cháu, các cháu có phải là con của anh Sơn không? Dạ phải. Chú là ai? Chú là Giáo Thịnh đây. Chú là Giáo Thịnh. Chú đám cưới với mẹ cháu rồi mà. Cháu ơi, chuyện đó bây giờ không có nữa. Cháu làm ơn cho chú biết cô Liên có ở đây không vậy? Kìa, Liên. Chị hai, chú đó tìm cô Liên chi vậy? Chị không biết. Yên Lâm. Mẹ, mẹ ơi, cô nhớ mẹ lắm. Yên Lâm ơi, mẹ tưởng đâu là không còn gặp các con, nào ngờ trời còn thương xót cho mẹ con mình, nên không nỡ chia rẽ tình mẫu tử. Nhưng mẹ đã bỏ chúng con, mẹ đi lấy chồng khác, mẹ đã quên cha. Con giận mẹ rồi. Đừng con hãy hiểu cho hoàn cảnh của mẹ để mà thương, đừng quá hận mẹ nghe con ơi. Yến à, chú và cô Sáu đã nói hết chuyện với con rồi, sao con còn nỡ giận hờn mẹ vậy? Nè,
đưa em cho mẹ bồng đi, nó thiếu hơi mẹ nó nhớ đó. Mẹ bồng em đi mẹ. Rồng rồng một mơ cá con lùi theo chân mẹ, lùi theo chân mẹ cho tròn nghĩa thân. Trời cao thấu lòng thế nhân nên đã cho con mẹ sống về, đường đau ngăn cách không còn. Những đêm trong trời con không ngủ yên, nhớ mẹ nhớ cha con khóc một mình con. Con dài gờ tuổi thân lỡ con lắm mẹ. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Yến, Lâm, cha các con đâu? Anh Tấn, anh vừa nói gì? Anh Sơn, cậu Sơn không chết nên ba đứa nhỏ mới được thoát khỏi biển lửa đó cô. Trời ơi, chồng tôi còn sống. Cha về kìa mẹ. Cha, mẹ nè cha. Yến, bồng em đi con. Mấy chú cháu mình vô kiếm ông Từ. Đi 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 đi. Anh Sơn, anh còn sống đây mà em nào biết nào hay. Em cứ ngỡ là kiếp này đành chia biệt. Không phải là em đang vui duyên mới, không phải là em đang khoác áo cô dâu sao? Sơn ơi, nếu được nghe lời hờn trách của anh, em sung sướng còn hơn anh không nói. Còn tiếng đánh lời cay là ân tình còn sâu nặng. Em xin được uống từng cơn giận của anh, để rồi xin anh bình lặng mà nghe, cho em trút cạn nỗi niềm u uất. Nếu chỉ để biện minh thì thôi đừng nói. Cứ theo sự an bài của cha đã định cho em. Tâm thân tôi ngày nay đã mục nát xác xơ. Chân què quặt, sống cuộc đời tạm bợ. Quanh ơi, em hãy quay về. Sẽ mỗi bên người, thôi kiếp này ta sẽ đôi. Con khờ xin để mình anh cùng nhau vào nơi rừng vắng, cánh đời quang du tiếc thương muộn màng. Sơn ơi đừng vội, tắm rồi bến xưa. Mưa tạnh rồi, sương lạnh dần tan. Sương lạnh rồi tan, mưa dầm rồi tạnh, mà sao tôi vẫn còn nghe tê tái trong lòng. Đừng để anh thêm một lần dương tội, đã làm cho em bất hiếu cùng cha. Giữa hai chúng ta
buộc đã sẵn từ đời trước. Chuyện tình buồn thôi thế là xong, cô níu lại làm gì cho sầu dâng ngập lối. Dòng cô đã đi qua ngày mai, trời xanh quang đàng, ta đã vui cách xa đời không rẽ lối đôi ta. Đời tận nguyện anh mang, đành vui thân chốn quang du này. Em hãy về bên cha, tròn hiểu thân tháng năm bên người. Anh có ra sao em cũng nguyện chung bóng, ta sống bên nhau cho tròn vẹn. Sống cánh giàu sang đừng luyến tiếc người xưa để rồi chiếu khổ, đừng để ngày cưới thêm lần gian dở, đừng để người ta thất vọng mong chờ. Giao tình hiện giờ đã gặp lại vui, bên cũ thuyền xưa tình đầu cuối hiền, và cha cũng đã rõ thông hoàn cảnh nỗi quan cũ không còn anh chớ đeo mang. Em nói sao? Giáo Thịnh đã lên đây và đã gặp cô Liên à? Dạ. Cha mẹ ơi, cái chú kia làm cô Liên sợ, cô khóc ở ngoài vườn kìa. Cha mẹ ra dỗ cô đi. Mình ra đó coi sao nha anh. Đi em. Còn gì đáng để được anh thương? Anh quên em đi, quên em đi. Đường tơ dứt từ lâu rồi, hồn em rã rời thiếu bạc mê, thân em như xác lạnh vô thần, giấc giờ như hãy hùng em hãy cố quên mà mơ về mộng đẹp tương lai. Không, trước mặt em vẫn là khoảng trời u tối, ám ảnh ngày qua còn đông mai trong hồn. Xin hãy để cho em được bình yên trong thầm lặng riêng mình. Giùm em cái đời vô gì, cái xác rửa tàn như như gương kim. Tại sao trời không cho em chết để được yên, lại bắt em sống cho em đau khổ. Anh về cưới vợ đi anh, đừng ơi, anh đã chờ em bao năm dài thương nhớ, giờ gặp nhau rồi anh quyết chẳng rời xa. Bao nhiêu lời thương nhớ thiết tha anh đã gửi cho em trong giấc mộng, thì cứ coi như là giấc mộng, suốt đời này anh chẳng
chẳng gặp lại em. Làm sao anh có thể coi cuộc gặp hôm nay là giấc mộng mơ hồ. Mười năm nay cuộc sống của anh như một cũ đồ. Anh vẫn gian nhà tranh trên nền nhà cũ của em để dạy học. Ngày ngày ra vào tưởng nhớ bóng người xưa. Người anh để trên cây nắp vàng đẩy lại đặt nơi giường nằm. Đêm đêm đốt đến hương trầm thương em lưu lạc đau thầm ruột gan. Ông nuôi cháu là gì? Cháu bơ vơ lạc lõng, tư cố vô thân trong cái cảnh cùng. Phần gai lòng đông quên mất cửa nhà vì gặp mi kẻ tà gian nên thân ngọc ngà ố quen. Hôm nay duyên phận đã đến nơi, ông khuyên cháu chớ chối từ mà phụ bỏ một chân tình đã đợi chờ bao năm. Lời ông cặn kẽ khuyên lớn con cũng thấu hiểu bao điều, nhưng con lo ngại đời mình không được trọn lành ngày sau. Con đã nếm khổ đắng cay thì nay trời đã đền bù nên mới khiến cho người tìm đến nơi này gặp con. Lời ông dẫn dắt phận mình thì xin em đừng có ngại ngùng, theo anh cùng trở về nhà. Duyên lành vui xây đắp mà con đừng chần chờ lưu luyến, nơi này ông không chưa nữa đâu nên đi về lại bên xưa. Trời đã an bài cho con. Dạ. Dạ thưa ông, con... Cô nên nghe lời, đừng nên từ chối. Chúng ta phải hướng về phía trước mà đi. Hôm đó, tâm sự cùng tôi, cô đã nói là rất ân hận chuyện ngày xưa, vì cô đã nhiều lần từ chối tình anh giáo. Nay thầy giáo đã đến rước cô, cô đâu có lý do gì mà từ chối được. Liên, mây đen đã tan, dần thái dương đã sáng tỏ, vậy cũng nên về để sum họp một nhà nghe. Cô Liên ơi, cây đa cũ bến đò xưa, bộ hành có nghĩa nắng mưa cũng chờ mà cô. Em không vì anh thì cũng vì mọi người đã hết lòng mong chúng ta có ngày sum họp. Ông ơi, ân nặng của ông cứ mạng, con xin khắc cốt ghi tâm. Con chịu trở về là coi như đã trả ơn cho ông rồi đó. Ta mong con hạnh phúc bên kẻ có lòng. Cậu Sơn, chuyện nhà của cậu tôi đã rõ. Qua lời kể của cậu Tửng, tôi mừng cho gia đình cậu hết cơn bỉ cực đến hồi thới lai. Chúng tôi ghi ơn bảo bọc của ông những ngày qua. Tất cả đều là duyên phận, có duyên thì đến, hết duyên thì lìa. Ông mừng hai cháu từ nay hết khổ. Chúng con xin chúc ông ở lại mạnh giỏi. Ngoan, các cháu ngoan lắm. Thôi, không còn sớm nữa đâu, các con hãy cùng nhau trở về đi. Phải đó, mình trở về mau để ông trông đợi. Đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sầu dần dần màu xám, nước mắt thôi rớt bờ mi xuôi tay chôn kín nỗi sầu. Đi qua cõi đời nhục nhinh, trời dành phần